Xin chào tất cả anh chị, những cái ai mà đang bị đau đầu, mất ngủ và đau vai gáy ấy, thì chúng ta hãy dừng lại và xem hết cái video này ngay. Bởi vì là có rất là nhiều người đã dùng cái này và có phương pháp này và rất là hiệu quả luôn. Cho nên là chúng ta hãy dừng lại và xem cái video này nha. Xin chào tất cả anh chị, bây giờ trước mặt của anh chị là chị Hiền. Bây giờ chị Hiền có thể giới thiệu một tí về bản thân người chị giúp em ấy ạ. Chị Hiền là năm nay, sinh năm bao nhiêu? Bao nhiêu tuổi rồi? Chị năm nay 50 tuổi. 50 tuổi rồi. Chị Hiền á, là hiện tại á, là chị đang sống ở đâu này? Chị đang sống ở Nam Định. Nam Định đúng không? Rồi bây giờ trước khi mà chị biết đến em á, là chị đang bị những cái tình trạng gì? Biết em là chị thì đau đầu. Đau đầu. Đau đầu, đau vai gáy. Dạ. Không là đau tay với kiểu tê bì tay đấy. Dạ. Kiểu mình nói kiểu cái tiếng của mình kiểu cảm tưởng nó thẳng đằng Dạ. sau gáy kiểu không chuẩn, Dạ. đau Rồi. đầu đau dương nói nó kiểu cứ ôm đầu này Dạ, có nghĩa là khi mà chị nói ra là cái phía sau này vai gáy này nó càng phạn lại nó bị đau đúng không? Càng nói là nó càng bị đau. Và bình thường là đầu với lại tay chân là nó bị tê, nó bị đau đúng không? Tê tê đó cứ nhất phải đó. tắm nắng Dạ. này. Dạ, ok chị. Rồi sau đó là chị bị như vậy là chị đã dùng nhiều phương pháp gì rồi đúng không? Nhiều lắm, các Dạ. loại thuốc, tức là thuốc các loại bổ não cái thứ, mà kể cả cái bổ não gì mà mấy trăm một vỉ đấy mà cũng uống không ăn thua gì, Dạ. cũng uống Ok chị. nhiều lắm, uống rất là nhiều các loại thuốc, không biết là bao nhiêu loại. Thế là cái hôm đấy xem cái video của em với chị, mới đầu chị cũng không tin đâu, Dạ. nhưng mà cấm thử vậy xong là về uống thì đúng là nhận được thuốc cái là chị vội vàng chị uống luôn, Dạ. uống buổi buổi sáng là uống lúc dậy cái là mình uống luôn, xong rồi đến tầm chiều chiều khoảng 3 4 giờ chiều nằm dậy cái là đầu đúng như không phải là đầu của mình nữa luôn, Dạ. nó nhẹ Ok. chỗ thế. Xong bắt đầu là chị cứ tiếp tục chị uống, mà đấy là còn chị chưa cả nghe là uống 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 đúng liều, chị uống đúng liều chắc là chị giờ là chị ok lâu rồi. Đó đó là chị trường hợp của chị hiện nay á, là chị không chịu uống 2 lần, có là bình thường là Huy dặn là uống một ngày là sáng lần chiều một lần, có là chiều tối mà ăn cơm xong á là uống sáng lần chiều một lần, mà chị Hiền á là uống có 1 lần vào buổi sáng thôi. Và ngay cái ngày đầu tiên cho đến bây giờ á, là chị Hiền là không, cái đầu không bị đau, vai gáy không bị đau, tay chân không bị đau nữa. Rồi hồi trước là bị đau lên thái dương là bây giờ cũng hết luôn rồi. Hết luôn đúng không? Nói chung là trường hợp của chị Hiền á, là cũng là trường hợp đặc biệt, giống như trường hợp của chị Loan ở Đắk Lắk á, là nhanh hơn, kết quả nó nhanh hơn so với lại những cái người bình thường. Cho nên á, là bây giờ chị mà Hiền á, để mà chị gọi là nó cơ thể của mình nó khỏe hơn, nó mọi thứ nó ok hơn nữa, để mà mình có mọi thứ nó tốt nhất á, thì bây giờ nó sản phẩm nó vẫn còn, thì chị nên nên là bây giờ uống cho nó hết luôn, và uống một ngày là 2 lần nha chị, nhớ nha, uống cho Tức nó là hết luôn. Dạ. mình chia sẻ với mọi người là nếu ai bị bệnh như mình thì nên nên mua cái thuốc này mà dùng, chứ đừng đừng mua những thuốc khác phí tiền, mua cái thuốc này nên mua cái thuốc này dùng rất Dạ. là ok Dạ rồi, luôn, ok hiệu quả vô cùng luôn. chị. Dạ. Đó là chị Hiền là người thật việc thật đó các anh chị nha. Đây là người thật việc thật, chưa bao giờ gặp Huy luôn, chỉ có nói chuyện qua online thôi. Và đây là lần thứ hai mà nói chuyện, lần đầu tiên là mua sản phẩm và lần thứ hai là nói chuyện như này. Còn mấy cái lần trước là chị Hiền hay comment ở trên Facebook của Huy á, hay bình luận ở trên Facebook của Huy á, thỉnh thoảng có nhắn tin một vài lần thôi. Ok ha. Rồi bây giờ người nào, anh chị em nào mà đang bị đau đầu, mất ngủ và đau vai gáy á, thì chúng ta hãy dùng cái sản phẩm này để chúng ta giải quyết cái vấn đề của mình ha. Rồi cảm ơn chị Hiền nha. Ok chị có cái loại sản phẩm đó không? Có Cho em mượn tí đi chị. Rồi bây giờ là khi mà chị Hiền dùng khỏi như vậy rồi ấy, thì chị Hiền cho mọi người coi cái sản phẩm mà chị Hiền đã từng dùng rồi giúp em với ạ. đây Đó. đây chị dùng một ngày đây. Đó, chị xoay vòng cho em với. Đó đó, rồi bây giờ đó là cái sản phẩm mà chị Hiền dùng mà giúp cho chị Hiền hết bị đau đầu, hết bị đau vai gáy, hết bị tê bị chân tay, hết bị đau mà gọi là đau lên thái dương các kiểu đó. Thì bây giờ mọi người mà cũng đau như chị Hiền hay là chúng ta có một cái giấc ngủ không ngon không sâu á, thì chúng ta dùng cái sản phẩm đó nha. Ngoài ra nó có cái hũ màu trắng trắng. Để Huy lấy cho mọi người coi cái hũ màu trắng trắng nha. Đây đây. Ngoài cái sản phẩm mà chị Hiền dùng ra thì nó có thêm cái hũ này. Nếu mà chúng ta uống cái hũ màu xanh thì nó là tốt lắm rồi. Còn nếu mà không nữa thì chúng ta uống thêm cái lọ màu xanh kết hợp với cái lọ màu trắng này.
thì nó sẽ hoàn hảo hơn nha anh chị ha. Cái lọ màu xanh với cái lọ màu trắng này là bộ đôi để mà giúp cho cái não bộ của chúng ta khỏe mạnh hơn, tốt hơn, giúp cho chúng ta có một cái giấc ngủ ngon và sâu, hết đau đầu đau vai gáy. Và ngoài ra cái riêng của cái lọ màu xanh mà chị hiện đang cầm bên tay á, thì nó có thêm một cái công dụng rất là đặc biệt là giúp cho cái trí nhớ của mình nó lâu, đó là trí nhớ của mình tốt hơn, cái tuần hoàn máu não của mình nó tốt hơn, giúp cho mình tập trung hơn. Còn cái lọ màu trắng này á, thì ngoài những cái chức năng mà hồi nãy mình vừa nói ra, cái công dụng mà Huy vừa nói ra, thì nó có thêm cái là nó giúp cho cái tim mạch của mình nó đập đều hơn, nó đập, có là nó đập tốt hơn, nó đập đều hơn, thì lúc đó là nó sẽ có nhiều máu hơn để nó bơm lên nào, nó có nhiều máu được hơn để nó bơm lên gọi là các cái chi. Và đặc biệt á, là nó có rất là nhiều cái dinh dưỡng, nhiều cái nguồn dinh dưỡng thiết yếu để cho cái cơ thể của mình nó khỏe mạnh hơn. Và đặc biệt là những cái người mà có độ tuổi từ 40, 50 trở lên á, thì thường là xương khớp này hay vai gáy á, là gọi là thì về xương hay là vai hay là các cái khớp xương á, là nó hay bị tê, nó hay bị thoái hóa, nó bị gọi là bị lão hóa, thì nó làm cho cái những cái khớp xương đó nó chậm quá trình lão hóa lại và làm cho xương khớp của mình nó chắc khỏe hơn đó, nó và làm cho tim mạch của mình nó khỏe hơn. Và ngoài ra thường thì Huy thấy là những cái chị mà uống cái lọ thêm vào lọ màu trắng này này thì thường là Huy thấy là da rất là đẹp, có là da càng ngày càng đẹp lên ha. Ok ha. Cho nên là ai mà dùng được cả đôi thì càng tốt, còn không thì cái giỏ lượng lọ màu xanh mà chị Hiền đang cầm trong tay á. Ok nha anh chị. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem cái video clip này nha. Cảm ơn chị Hiền nha.